Phiên giao dịch ngày 14 tháng 3, giá dầu thế giới tiếp tục tăng chạm mức cao nhất trong 4 tháng sau khi cơ quan năng lượng quốc tế dự đoán thị trường sẽ thắt chặt hơn vào năm 2024 và nâng dự báo về mức tăng nhu cầu dầu trong năm nay. Cụ thể cuối phiên này, tại thị trường London, giá dầu Brent biển Bắc giao tháng 5 tăng 1,39 đô la tương đương 1,7% lên 85,42 đô la một thùng, mức đóng cửa cao nhất kể từ ngày mùng 6 tháng 11 năm ngoái. Trong khi đó, giá dầu ngọt nhẹ WTI của Mỹ giao tháng 4 cũng tăng 1,54 đô la, tương đương 1,9%, chốt ở mức 81,26 đô la một thùng, cũng là mức cao nhất kể từ đầu tháng 11 năm ngoái. Cả hai loại dầu chủ chốt này đều tăng gần 3% vào phiên 13 tháng 3. Cùng ngày, cơ quan năng lượng quốc tế nâng dự báo về mức tăng nhu cầu dầu năm 2024 lần thứ tư kể từ tháng 11 năm ngoái, khi các cuộc tấn công của Houthi làm gián đoạn hoạt động vận chuyển trên Biển Đỏ. Song cảnh báo rằng sự suy thoái kinh tế toàn cầu đóng vai trò là một trở ngại bổ sung cho nhu cầu sử dụng dầu. Cơ quan giám sát thị trường năng lượng này dự báo nhu cầu sẽ tăng 1,3 triệu thùng một ngày vào năm nay, tức là tăng 110.000 thùng một ngày so với dự báo tháng trước, nhưng vẫn thấp hơn mức tăng trưởng 2,3 triệu thùng một ngày được đưa ra vào năm ngoái. Cơ quan năng lượng quốc tế cũng cắt giảm dự báo nguồn cung năm nay và hiện dự kiến nguồn cung dầu sẽ tăng 800.000 thùng một ngày lên 102,9 triệu thùng một ngày trong năm nay. Ông Dennis Kisler, phó chủ tịch cấp cao phụ trách giao dịch tại BOK Financial cho biết, nhu cầu vẫn ở mức cao trong khi nguồn cung ngày càng thắt chặt, đặc biệt là về mặt nhiên liệu. Lợi nhuận lọc dầu cũng rất mạnh và là tín hiệu tích cực đối với nhu cầu dầu thô. Trong khi đó, ngày 13 tháng 3, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào các cơ sở lọc dầu của Nga tiếp tục diễn ra sang ngày thứ hai, nhắm vào bốn nhà máy lọc dầu lớn Bộ năng lượng Nga cho biết xuất khẩu nhiên liệu đường biển của Nga trong tháng 2 đã giảm 1,5% so với tháng trước đó do nhà máy lọc dầu ngừng hoạt động bởi các cuộc tấn công và hỏa hoạn. Tại Mỹ, tồn kho dầu thô và xăng đã giảm trong tuần trước do các nhà máy lọc dầu lớn ngừng hoạt động, đã cắt giảm nguồn cung trước mùa dịch chuyển cao điểm vào hè. trong khi đó thì giá vàng thế giới sụt giảm trong phiên giao dịch ngày 14 tháng 3 sau khi chỉ số giá sản xuất của Mỹ trong tháng 2/2024 tăng cao hơn dự kiến kết quả này làm hạ nhiệt kỳ vọng về việc cục dự trữ liên bang Mỹ phép sớm cắt giảm lãi suất đồng thời thúc đẩy lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ và đồng đô la Mỹ. Cuối phiên này, giá vàng giao ngay giảm 0,6% xuống mức 2.161,39 đô la một ounce, rời xa mức cao kỷ lục là 2.194,99 đô la một ounce đạt được vào ngày 8 tháng 3. Giá vàng giao kỳ hạn của Mỹ giảm 0,6% ở mức 2.167,5 đô la một ounce. Đồng đô la tăng 0,6% so với các đồng tiền chủ chốt trong dồ tiền tệ, khiến vàng trở nên kém hấp dẫn hơn đối với những người nắm giữ tiền tệ khác trong khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ tăng lên mức cao nhất trong hơn một tuần. Ông Chris Gaffney, Chủ tịch Mảng Thị trường Thế giới tại Everbank cho biết, ông dự đoán giá vàng sẽ tiếp tục chịu áp lực giảm với tất cả dữ liệu cho thấy nền kinh tế Mỹ đang tăng trưởng mạnh mẽ, thị trường lao động vững chắc. Điều đó khiến các nhà đầu tư đặt câu hỏi về việc Fed sẽ quyết định bắt đầu cắt giảm lãi suất sớm đến mức nào. Giá sản xuất của Mỹ tăng mạnh hơn dự kiến trong tháng 2 năm nay, giữa bối cảnh giá hàng hóa như xăng và thực phẩm tăng cao. Điều này có thể làm dấy lên lo ngại rằng lạm phát sẽ tăng trở lại. Lạm phát cao hơn gây thêm áp lực đối với Fed trong việc giữ lãi suất ở mức cao, gây áp lực lên các tài sản không mang lại lợi nhuận như vàng. Tuy nhiên, các nhà giao dịch vẫn tiếp tục đặt cược vào việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 6 năm nay, với xác suất xảy ra là khoảng 60%.